Sâm tươi Hàn Quốc vào mùa thu hoạch, chất lượng số 1, ưu đãi cực tốt. Từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm khai thác sâm lớn nhất trong năm tại Gyeongsan, Hàn Quốc. Lúc này, những củ sâm thường có hàm lượng dưỡng chất rất cao, hình thức đẹp, giá thành hợp lý. Dịch bệnh kéo dài, dùng nhân sâm mỗi ngày, tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh tật. Tặng ông bà, cha mẹ, tặng sếp, tặng đối tác, tặng bạn bè. Mua ngày hôm nay để được nhận ngay táo đỏ Hàn Quốc. Sâm tươi 3 củ trên 1 kg giảm giá chỉ còn 3.500.000 đồng. Sâm tươi 4 củ trên 1 kg chỉ còn 2.900.000 đồng. Sâm tươi 5 củ trên 1 kg 2.700.000 đồng. Sâm tươi 6 củ trên 1 kg 2.500.000 đồng. Sâm tươi 8 củ trên 1 kg 2.200.000 đồng. Sâm tươi 10 củ trên 1 kg 2.000.000 đồng. Tại Thịnh Phát, chúng tôi cam kết bình ổn giá dù thị trường nhập khẩu mùa dịch khó khăn. Đặc biệt khi mua 1 kg sâm tươi loại bất kỳ, quý khách sẽ được nhận ngay 500g táo đỏ Hàn Quốc. Số lượng ưu đãi có hạn, đừng bỏ lỡ cơ hội vàng. Đặt hàng nhanh chóng dễ dàng tại website nhansamthinhphat.com hoặc gọi điện nhắn Zalo đến hotline 0907799988. Chúng tôi sẽ giao hàng nhanh trong ngày tại nội ô thành phố Hồ Chí Minh từ 2-4 ngày với các tỉnh thành khác.